Chị ơi, em muốn đặt một bé hamster hiền, dễ nuôi mà rẻ thôi vì em còn là học sinh. Chị tư vấn cho em nha. Ok, hamster ở shop mình có rất là nhiều loại. Và đây là loại hamster đang best seller ở shop mình luôn nè các bạn. Vì giá thành của bé đang rẻ nhất ở shop mình mà bé còn rất là hiền và dễ nuôi luôn. Bé có cặp mắt màu đen to tròn và thân hình tròn quay hột mít. Ngoài ra thì tính cách của bé cũng rất là thân thiện. Các bạn có thể chơi với bé, ẵm bồng, vuốt ve bé thoải mái luôn. Tiếp theo là phần lựa các vật dụng cơ bản cho bé. Đầu tiên là gói thức ăn hỗn hợp nhỏ, thêm bịch sâu răng bơ để cung cấp chất đạm cho bé. Bình uống nước chân không có vòi bằng thủy tinh. Nhà gỗ bằng gỗ ghép có rất nhiều hình dạng dễ thương. Và cuối cùng là bịch cát lót chuồng hương hoa hồng, siêu thơm mà không bụi. Đây là một combo nuôi hamster giá rẻ đơn giản, phù hợp với các bạn học sinh sinh viên. Tổng thiệt hại cho đơn hàng này là